con chó nào nhở? Đi con mẹ mày, bố mày nhọt với mày đấy à? Hello anh em nhé. Chào mừng anh em đến với video tiếp theo của mình nhé anh em ạ. Hôm nay mình vừa đi cấy tóc anh em ạ. Cũng bà tám đi. Cũng như tinh đấy. Đấy anh ơi. Thì hôm nay tự nhiên có bộ tóc lạ đấy anh em ạ. Đấy hôm nay mình anh em nhìn thấy anh cũng chưa? Nope. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Đi. Anh em ạ. Đấy hôm nay mình nghĩ ra một cái ý tưởng chôn như này anh em ạ. Nhưng vì ngủ say quên luôn ngủ. Đang nghịch điện thoại ngủ quên luôn anh em ạ. Là mình đã có cái màn chôn dành cho anh em xem rồi. Thế luôn sao mình nhìn thấy mình giống. Mình nhìn mình sao mình thấy giống bà Giàn đấy nhỉ. Cái gì vậy bà nội? Đấy anh em ạ. Mày sẽ gọi là dùng bàn tay ma thuật. Anh em nhìn, mình búng tay phát nhưng vì thằng sóng mất luôn này. Nani? Như này, 1, 2, 3. Mất. Hả? 1, 2, 3. What? 1, 2, 3. Xong. Đi con mẹ mày, bố mày nhọt với mày đấy à? Thôi đi, thế thì bây giờ mình sẽ vào màn chôn nhá. Nếu anh em thấy video hay, cho mình like, share, đăng ký kênh để ủng hộ. Còn bây giờ, đến với video tiếp theo của mình anh em ơi. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhé. Con chó nào nhở? Hả? Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Huh?
Ôi trời ơi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Hả? Anh đi đâu á? Anh đi đâu em ngồi anh không được á. Đi đâu anh ơi? Anh ơi. Ừ, sao bị cắp ở đâu đi? Không biết. Em thấy em tưởng là em ngủ mơ, có người vỗ mông. Nhưng mà xong rồi tự dưng em thấy có cái lông ở trong người, xong rồi tự dưng nó là cái bộ tóc này em không biết. Anh ơi, sao anh ngủ ở đây xong không thấy? Anh không ngủ ở đây đâu. Các múi cơ mặt đang phản bội mày. Ô, anh ngủ đấy em mà. Em ngủ ngồi anh mà. Sao lại có tóc ở đây đâu? Anh ơi, anh cúng cổ cho người ta đi. Thì đỡ thế lộn làm được. Anh đi đâu từ lúc hả? Anh ngủ ở đây đi. Đéo tin. Anh ngủ ở đây có thấy đâu. Nhiều quá nhỉ. Anh chưa thấy gì. Hả? Anh ngủ ở đây mà. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Nani? Mày bị điên à? Sao tóc mày thế nhỉ? Nani? Nope. Anh chưa tiêm bao giờ. Hả? Đợi đâu? Đợi đâu đâu? Mày chưa tao không? Chưa tao mày. Mày thích chưa đâu? Thích không? Hả? Ôi giời ơi. Ai chôn cái rồi không? Ai chôn? Quay để không? Ai chôn? Không nhé. Được rồi, ok. Ai chôn ra? Ai hốt đi mà. Cút đi. Ok được. Ôi giời ơi. Cái này sợ ma. Ừ, được. Cái này sợ ma. Được rồi. Bây giờ đây. Cù này không trả. Không phải là nhung vịt ảo thật đấy. Nhưng mà sợ không? Nope. Mình kết thúc clip ở đây thôi nha. Nếu anh em thấy video hay, hãy cho mình like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ bye bye anh em. Ai ốt đi mà.